Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Gaming. Ngày hôm nay thì bên Anna Free Fire ra mắt chúng ta đó sự kiện nạp một kim cương nhận ngay ba lô động cơ, như là vô địch vòng đua với siêu phẩm McLaren, McLaren FF, MCL FF. Ở đây chúng ta sẽ có một cái vòng quay và tên là vòng quay thần tốc. Thì lúc đầu mình nghĩ là cái xe nó sẽ giống như là cái vòng quay ma thuật ở tháng trước, nhưng mà không phải. Bên Anna họ lại cho chúng ta đó là vòng quay bay màu. Đấy, vòng quay bay màu thì nó lại rẻ hơn. Ở đây thì mình thấy là về giá của nó thì chúng ta mất khoảng hơn 1000 kim cương, khoảng 1200 kim cương thôi. Đấy, khá rẻ. Tốc độ phong cách thì mình không biết là cái chuyển động này với là cái xe thì cái nào anh em sẽ yêu thích hơn, mà mình nghĩ là cho anh em sẽ thích lấy cái xe hơn thì cái chuyển động kia được mấy khi chúng ta sử dụng đâu. Đấy, ok con dê. Đấy, bỏ cái pet với cả cái hộp súng ấy đi. Đấy, hai cái này chả đi làm gì. Đây là cái nick chính của tôi đã có cái xe này rồi. Còn nick phụ cái này là nick của ông kỹ thuật viên ở studio. Đấy, ok con dê. À, quay đây, tích cực quay tay, vận may nó sẽ tới. mà không biết là cái xe này với cái xe kia thì hai xe nào nó sẽ chạy nhanh hơn. Nên tôi quyết định là bây giờ tôi sẽ lấy cái xe này, sau đó thì tôi sẽ lấy hai cái xe này vào trong game và đua với nhau được không anh em? Đấy, làm lấy hai quả tổ chức giải gọi là đua, giải ao làng đua xe luôn. Đấy, ui dù ra quả hộp thỏ chùm, ra cái gì nào? Ra gì? Ui, tươi quá, ra luôn cái xe kìa. Và ra luôn cái xe, như vậy là cái chuyển động đắt hơn cái xe nha anh em nhé. Không biết là anh em quay cái này thì cái xe ra trước hay chuyển động ra trước, nhưng mà ngon rồi. Ngon rồi và tuyệt vời ông mặt trời. Tự nhiên lại được cái xe trước. Tươi rồi. Cái xe này thì hôm trước tôi đã test cho anh em rồi, khi mà chạy mắc tốc thì nó sẽ có hình đôi cánh. Đấy, xịn xò con bò anh em, quá xịn luôn, không thể nào mà chê vào đâu được. Cái xe này thì khi mà chúng ta ngồi vào ấy thì một người sẽ ngồi đằng trước, một người ngồi đằng sau, mà dù nó xe thể thao nhưng mà nó sẽ thay đổi cái ngoại hình của cái xe. Đấy, thế nó mới hay, nó lại kiểu như thế cơ anh em ạ. Nó lại kiểu nó lại ảo ma Canada như thế cơ. Ok con dê, ok con dê. Rồi bây giờ gọi ông đồng đội vào test thôi nhỉ. Gọi ông kỹ thuật viên dậy. Giờ nó em chưa dậy. Dậy làm tí đua cờ mờ nó xe nào. Đây là MCL vòng đua cuối cùng nha anh em nhá. Đấy, thì lần này thì bên Nga nào cũng sẽ tặng cho chúng ta một cái skin xe McLaren miễn phí này. Đấy, nhưng mà cái xe vàng dòng thì tất nhiên là không thể miễn phí rồi. Ok con dê, may tôi với ông đồng đội đang đi tìm xe, nhưng mà chưa thấy đâu anh em ạ. Chưa thấy đâu. Okay, nói chung là xe thể thao bây giờ nó cũng không phải là cái gì nó quá phổ biến. Một bản đồ chắc là có khoảng 3-4 cái thôi. Bản đồ tầm 3-4 cái, hơi hiếm. Ok, Haki đứng xa nhỉ. Đấy, lái quả xe rất cùi bắp. Lái quả xe cùi bắp này đi tìm xem là có quả xe thể thao không. Đấy, hy vọng ông Haki không chết. Đấy, hy vọng là không chết. Bắn nhau kìa. Ôi thôi xong rồi, con năm rồi anh em ạ. Đấy, đồng đội như thế, chưa kịp đi test xe thì đã bửa rồi. Chán chưa? Chưa kịp đi test xe đã bửa rồi. Mày bắn đồng đội tao, mày bắn đồng đội tao này. Nằm ngay. Ok, có một thằng áo trắng ở kia, làm gì nhỉ? Đứng đấy gọi là lú người à? Mày chết, cậu vẫn còn kỹ năng Clolo, cậu bắn mày chết. Đấy, đâu rồi? Ra đây, áo trắng này, xin viên vào đầu. Đấy, gọi là kéo tâm luôn. Đấy, headshot. Đấy, khổ, ông đồng đội mình ngất tại bãi rồi anh em ạ, chán. Ông đồng đội mình đuối thật vậy, bây giờ là phải đi hồi sinh ông đồng đội cơ, chịu thật. Ai nhà bao việc, chưa kịp làm cái gì, bây giờ đi hồi sinh ông đồng đội nữa, chịu thật đấy. Bó tay .com.vn, chấm tương, chấm muối, chấm cà, chấm dưa, bó tay. Đấy, chưa kịp đi tìm xe, ông đồng đội đã ngất rồi. Đấy, người ta bắt đầu đi tìm xe, nhà bao việc, phải đi cứu ông này nữa. Anh em thấy khổ không? Ai, việc gì cũng đến tay. Rồi. Kiểu gì chả có thằng ra hỏi thăm mình. Kiểu gì thằng chả ra nó hỏi thăm mình. Cái thằng áo trắng bé nó vẫn còn đồng đội nó ở gần đây. Kiểu gì này phải chạy loanh quanh anh em ạ. Và sẵn sàng bật ngay Clolo nếu mà có biến. Có biến là phải bật Clolo ngay, không nguy hiểm lắm. Kiểu gì nó chuẩn bị ra hỏi thăm mình. Bây giờ cái cột sáng này nó phát hiện ra mình, nó đấm mình ngay. Nó đấm mình gọi là lên bờ xuống ruộng luôn. Đấm mình gọi là hết đường về quê mẹ luôn. Càng đấy, nói sai đâu. Làm sao làm sao nấp ở đấy à, nấp ở đằng sau đấy à, được của nó. Thôi đợi ông Haki xuống tao xử lý mày, đợi thằng đồng đội tao xuống tao ra tao xử lý mày luôn. Cay thế nhỉ,
trong đồng đội mình. Ok, chờ nó công anh em ạ. Không ổn. Công mình rồi. À, nó công mình rồi. Đấy, ném. À, ném liệu. À, bắn cậu. À, làm sao? Joker với chúng tôi. Đấy, 5 ngày. À, cái ba lô này thì là ba lô thần tốc anh em nhá. Ba lô này theo tôi đánh giá là cũng được. Đấy, khổ đi từ nãy giờ ông đồng đội vẫn đang chưa tìm được xe anh em ạ. Khổ thật sự. Đấy, nhà bao việc. Ok. Không người này. Đi đâu này? Ui, đi đâu mà vội mà vàng. Ai à? Ai cha. Làm sao? Ui thôi. Bây giờ đồng đội thằng địch ạ. Ngáo này đứng đấy hồi máu này, đang không biết mình bị bắn ở đâu anh em ạ. À, thằng này, thằng kia nấp trong này với chúng tôi này. Thằng này chết luôn rồi. Vâng, thằng kia chết luôn rồi anh em ạ. Vâng, game là dễ. Rồi, thằng kia ra đây. Ra đây bạn ơi, kéo nó chạy rồi. Chắc thanh niên nhát gan chạy dư rồi anh em ạ. Chắc thanh niên nhát gan chạy vào hầm rồi. Và chịu thôi, bó tay. Đấy, mình cũng chịu bạn đấy. Nói chung là bắn này nó cũng dễ. Vâng, bắn này nó cũng dễ anh em. Tầm này ngại gì va chạm, mình người gánh team. Thắng bại nó tại kỹ năng của nhân vật. Đấy, thắng bại nó tại kỹ năng, nhưng mà là kỹ năng chrono anh em ạ. Đấy, à đây rồi. Ông đồng đội mình có xe rồi. Có xe, tôi đã bắt đầu nhìn thấy quả lái xe, đánh xe rồi. Đấy, đi ra đây, nhanh lên nào. Nhà bao việc nào, đi tìm xe, các kiểu nào. Đấy, bảo có mỗi cái việc đi tìm xe, thì bây giờ mới tìm thấy. Đấy, anh em thấy quả xe chưa đâu. Sure. Đấy, đi đây, lên, nhanh lên. Rồi, nhà bao việc. Đấy, ui xôi ôi, lái xe, ui. Vâng, quả xe này ông ấy lái không biết đi vào đường à. Đấy, quả xe này là khi mà chúng ta lái là chạy max tốc ấy thì nó sẽ tăng cho chúng ta đó, à nó sẽ có hai cái đôi cánh nó sáng rực lên. Đấy, thì nhiều anh em đánh giá là cái xe này đẹp hơn cái xe McLaren P1, nhưng mà tuy nhiên là không biết là có chạy nhanh bằng cái P1 hay không. Đấy, chạy nhanh bằng P1 hay không thì ông em lái này chết người thật đấy. Cái xe này thì nó sẽ khó điều khiển hơn cái xe P1. Thế nên là tôi nghĩ là giá nó rẻ hơn thì cũng đúng. Cái xe P1 được trước là lấy ở trong cái sự kiện vòng quay Ma Thuật nó sẽ đắt hơn. Đấy, ông ấy lái này. Vâng, lái này chết người không có chứ. Lái cũng lạng. Lái đây rồi. Đờ, xem có xe nào không nhỉ. Đây rồi, đây rồi, đôi giày. À, được của nó anh em. Đấy, được của nó. Rao nhảy vào xe ạ. Ui rồi ôi. À, xe nào đẹp hơn anh em. Đấy, xe nào đẹp hơn. Cả khịa phát. À, về đánh giá của tôi ý, thì cái xe McLaren P1 chạy sẽ ngon hơn. Chạy sẽ ngon hơn so với xe McLaren F1 đua. Đấy, mặc dù là cái xe kia thì nó trông nó xịn sò, nó có đôi cánh ấy, nhưng mà cái việc mà nó khó điều khiển ấy, nó cũng sẽ khiến cho chúng ta kiểu hơi hoang mang. Đấy, xịn sò bò luôn. Đấy, xe nói chung cả hai xe đều đẹp. Cả hai xe đều rất đẹp. Đấy, lần này hợp tác McLaren nó quả đôi xe đẹp nhờ. Đấy, làm quả đôi xe quá chất luôn. Đấy, xời. Chất không anh em? Ok, thằng kia, chui vào trong xe đi. Ok, để người ta chụp ảnh nào. Đời đồng đội chán ấy nhỉ. Đấy, chui vào đi. Đấy, rồi. Ok, thằng dở hơi này. Và thằng này nó cứ nhảy ra anh em ạ. Và nó cứ nhảy ra. Đấy, được nó anh em. Được nó anh em. Ui dồi ôi, đỉnh của chop của đính ấy này. À, tươi chưa, quá tươi, đội bán rươi luôn. Uầy, bo đến mông rồi anh em ạ. À, chạy bo, đội bộ phối hợp chán thật. Đã bảo cứ ngồi trong xe để mà người ta chụp ảnh rồi, ông cứ nhảy ra, chả hiểu nhảy ra để làm cái gì. À, bó tay .com và .vn ấy. Uầy, xời. Và pha rành xe đến vị trí rear kia mình. Cái xe này mình thấy là nó cũng leo dốc dễ hơn là cái xe kia. Đấy, xe kia leo dốc khó hơn. Đẹp không anh em? Đẹp không? Đấy, xôi. Đôi xe vàng dòng, chất lượng. Đấy, không biết là anh em thích cái nào hơn. Anh em thích cái nào thì anh em comment ở phía dưới nha. Anh em thích cái xe đua hơn hay là thích cái xe kiểu xe thể thao này hơn? Mình thích cái kiểu xe thể thao này hơn. Mình trông cái xe thể thao kiểu nó gọn ấy, trông chạy nó dễ dàng hơn so với ở xe kia. Đấy, xe kia trông nó cũng đẹp, nhưng mà có lẽ là mình sẽ nếu mà gọi là dùng trong trận đấu ấy thì mình sẽ dùng cái xe màu vàng này. Đấy, cảm giác nó di chuyển nó dễ dàng hơn. Cái xe kia nó bị giảm một tốc độ điều khiển, giảm một khả năng điều khiển. Đấy, nó sẽ lái nó sẽ khó hơn đấy nha anh em nhá. Xe này cua cái thứ nó rất dễ này. Ui, bắn nhau à?
Vâng, ở đây có tí bắn nhau rồi. Đây có tí bắn nhau. Xài, đỗ xe vào trong đo thôi. Xài, Khải quay xe. Ui xồi ôi, quay xe nó phải gọi là chất lượng luôn, uy tín luôn. Nó bắn nhau ở chỗ nhà sách anh em ạ. Nó bắn nhau ở chỗ nhà sách. Ôi, Heavy Link gì kìa. Ra chơi đâu thôi. Tầm này ngại gì va chạm. Tầm này ngại gì, trận đấy top 1 chặt nhá. Trận đấy top 1 chặt. À, làm sao chui trong nhà, chui trong nhà này, bắn phải gọi là chim gõ kiến, kiến gõ chim luôn. Nó có một thằng ở dưới nó bắn mình vậy. Nấp vào trong nhà phát. Hơi nguy hiểm tí nhưng mà không sao. Xã hội này làm ăn bươn trải hơi nguy hiểm tí. Ok con dê. Ông Haki team tôi lại chạy không tít dưới kia để công chúng nó rồi. Ui ôi, ông qua ông công mình này. Công chúng tôi này thì cho quả liệu này. Ui xôi ôi, ném nó phải gọi là lọt hết cả khe. Ném phát vào giữa của bóng kéo, ông này còn quay bóng kéo tròn nữa chứ. Nằm ngay. Đấy, úi dồi ôi, Haki đứng dưới kia làm gì? Rồi ôi. Ai, úi dồi ôi, đứng dưới kia làm cái gì ạ? Bo đến mông rồi, không biết giải quyết là thanh niên ở phía dưới chưa? Đấy, không biết giải quyết là thanh niên ở phía dưới chưa? Úi dồi, nó bắn nhau ở phía dưới kìa. Căng đét nó khét lẹt lẹt ạ. Nào, đến nó giúp đồng đội nào, giúp bồ nào. Căng quá nhở, cho quả liệu. Đấy, xuống đây bạn ơi. Và xuống đây nhanh lên, bò thù đến nơi rồi đến này. Càng quá. Địch vẫn còn đến mấy thằng. Đấy, úi dồi, chạy, úi dồi, chết luôn rồi kìa. Đấy, game là dễ anh em ạ, ui, nhiều keo thế nhỉ. Và nhiều keo thật sự, nhặt keo đây. Và chui trong nhà, hồi máu phát. Đấy, đổi đồ, điếc các kiểu phát. Đấy, ơ kìa, sẽ gọi ra tính xanh làm gì, thôi xong rồi. Giờ này gọi ra tính xanh làm cái gì, gọi thôi xong rồi. Ông đồng đội, đùa. Gọi thính xanh sao lại bắn cái này, bắn thường này, mang thính xanh làm cái gì ạ? Vâng, rất là lợi ông tôi ở bụi này lại còn đứng ở ngoài đường hồi máu nó chịu đấy. Bó tay chấm com đấy, chả hiểu kiểu gì ấy. Thôi xong rồi. Đằng em chợ này chơi nó dễ. Mình không có nhiều bom keo anh em ạ. Hỏng rồi. Và tôi chưa hồi kỹ năng Clolo. Thắng bại nó tại Clolo mà lại chưa hồi Clolo. Ui, thật là bạn, ui nó bắn. Ui nó bắn đau thế nhỉ. Bắn đau thật sự anh em ạ. Không ổn rồi. Hóng rồi. Rồi có cái lô lộ. Có cái lô lộ mày chết. Làm sao. Ui, bò đến mông rồi. Bò đến sát đến mông rồi. Cho mày quả liệu. Chết luôn này. Và một quả liệu. Ui xùm 154 máu hay quá. Cho mày quả liệu. Ui rồi. Nó bắn mình phát. Chết luôn anh em ạ. Ảo ma thật đấy. Ui nó kéo đầu mình phát chết luôn ạ. Phải cả nồi. Thôi rồi, chịu. Và ông đồng đội gọi quả tính xanh hơi bóp mà thôi không sao. Và đấu thường nha anh em. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye bye.